xăm thẩm mỹ hay còn gọi là microblading là một quy trình lấp đầy các vùng lông mày mỏng bằng một loại mực. Khác với hình xăm truyền thống, loại màu của xăm thẩm mỹ thường kéo dài tối đa đến 3 năm. Theo chuyên trang thông tin y tế Medical News Today, Mỹ, nguyên nhân do xăm thẩm mỹ sử dụng các công cụ khác nhau và một lượng sắc tố nhỏ hơn. Thủ thuật này là cứu cánh đối với những người sở hữu hàng chân mày thưa thớt kém sắc. Thế nhưng, cũng có không ít trường hợp dở khóc dở cười, thậm chí là nguy hiểm đã xảy ra khi tay nghề của người thực hiện thủ thuật mang đến hiệu quả không như mong đợi. Trước đây, cặp chân mày của tôi rất là nhạt, hầu hết phần đuôi mày thì không có. Được bạn bè giới thiệu qua viện thẩm mỹ Diva với dịch vụ là mày ombre thì tôi rất là hài lòng và ưng ý. Theo đại diện viện thẩm mỹ Diva, một đơn vị hoạt động chuyên sâu trong ngành làm đẹp có 32 chi nhánh ở 25 tỉnh thành trên toàn quốc, nhiều trường hợp chân mày không như mong muốn có thể được khắc phục với công nghệ phun xăm thẩm mỹ chân mày mới hiện nay, được gọi là công nghệ ombre. Kỹ thuật này cho phép thiết kế trước dáng mày phù hợp với khuôn mặt, màu sắc của da, lông mày, từ đó xác định rõ dáng mày tự nhiên và thẩm mỹ nhất đối với tỷ lệ, kết cấu của khuôn mặt. Về cơ bản, phun xăm thẩm mỹ là thủ thuật có xâm lấn, nói dễ hiểu là có xâm nhập vào da và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng. Thế nên bắt buộc phải tuân thủ nghiêm khắc quy trình từ khâu chuẩn bị đến tiến hành và sau khi làm xong. Các chuyên gia y tế khuyến nghị, thủ thuật cần được thực hiện tại các cơ sở có quy mô về thiết bị và con người đáng tin cậy, với trình độ tay nghề tốt và có chứng chỉ chuyên môn.